Chào mừng bạn đã quay trở lại với đầu tư HNK. Và đây là video nằm trong chuỗi video người thành công của chúng tôi. Từ sau khi vụ ly hôn nghìn tỷ tạm khép lại, cùng câu nói khiến nhiều người phải suy ngẫm, tiền nhiều để làm gì? Cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ đã được nhiều người chia sẻ và biết đến trên mạng xã hội. Nhưng trước đó, ít ai biết đến ông Vũ, chính là linh hồn của thương hiệu cà phê Trung Nguyên nổi tiếng, là người khai sáng triết lý cà phê và nâng ý nghĩa kinh doanh lên giá trị mới. Một doanh nhân có tiếng của Việt Nam, một con người được cho là tài giỏi đến mức kỳ lạ, thậm chí đôi khi là kỳ quặc đến khó hiểu. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trung Nguyên, ông vua cà phê Việt. Tuổi thơ gian nan của ông vua cà phê Việt, Đặng Lê Nguyên Vũ. Đặng Lê Nguyên Vũ sinh ngày 10 tháng 2 năm 1971, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đến năm 1979, ông Vũ cùng gia đình di cư đến sinh sống tại huyện miền núi Em Drac thuộc tỉnh Đắk Lắk. Tuổi thơ của ông vua cà phê gắn liền với con đường mòn 15 km từ nhà đến trường, với những nương ngô, đàn heo và sự nghèo khó. Năm 1981, gia đình ông Vũ xảy ra biến cố khi bố ông gặp trọng bệnh, gia cảnh sa sút. Ông tâm sự: "Tôi không bao giờ quên được cái ngày tăm tối đó, khi bố tôi đổ bệnh nặng mà chạy phải khắp trong dòng tộc không làm sao kiếm đủ 2 triệu đồng cho ông chữa bệnh." Và ý chí làm giàu trong ông cũng được hình thành từ đây. Năm 1990, với sự chăm chỉ và tư chất thông minh vốn có, ông Vũ thi đỗ vào trường Đại học Y Tây Nguyên. Để có tiền cho con lên thành phố ăn học, mẹ ông đã phải bán đi nhiều tạ lúa và nhiều thứ khác trong nhà. Ngoài ra, vừa đi học, ông cũng vừa đi làm thêm kiếm sống. Trong thời gian này, Nguyên Vũ đã bắt đầu các hoạt động tìm tòi và nghiên cứu về lĩnh vực cà phê. Và cho đến bây giờ, các hoạt động của ông đều gắn liền và xoay quanh tình yêu với cà phê. Khi đang học năm thứ 3, Đặng Lê Nguyên Vũ quyết định bỏ học khi chợt nhận ra mình không muốn trở thành một bác sĩ. Ông chia sẻ: "Mẹ tôi đã khóc gần như hết nước mắt khi tôi quyết định dứt áo ra đi. Nhiều bạn trong lớp bảo tôi không bình thường, chỉ có 3 người bạn có thể hiểu và chia sẻ được những điều tôi nghĩ. Đám bạn vét hết tiền trong túi, nhét cho tôi được gần 100.000 đồng làm hành trang dựng nghiệp." Con đường trở thành ông vua cà phê Việt của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Trung Nguyên được sáng lập bởi ông Đặng Mơ, tức cha ruột của Đặng Lê Nguyên Vũ, từ năm 1986. Phải đến 10 năm sau, vào năm 1996, ông Vũ mới chính thức trực tiếp quản lý công ty của cha. Bấy giờ, công ty chỉ mới là một cơ sở rang xay với diện tích vài mét vuông cùng với chiếc máy rang cà phê thủ công cũ kỹ. Tiệm cà phê nhỏ ở Buôn Mê Thuột của ông chuyên giao cà phê rang xay cho các quán khác. 2 năm sau, năm 1998, công ty Trung Nguyên chính thức đáp sân Sài Gòn lần đầu tiên tại 587 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, với mục tiêu mở rộng kinh doanh theo mô hình nhượng quyền thương hiệu. Kể từ đó, các quán cà phê nhượng quyền thương hiệu Trung Nguyên xuất hiện phổ biến trên toàn quốc. Năm 2003 là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự bắt đầu trỗi dậy của Trung Nguyên với việc phát triển thương hiệu cà phê Hòa Tan G7. Mặc dù chỉ chiếm một thị phần khiêm tốn, nhưng Trung Nguyên đã dần dần khẳng định chỗ đứng trong thị trường cà phê Việt Nam. Theo số liệu của Euromonitor công bố đầu năm 2015, thì cà phê Hòa Tan Trung Nguyên đang đứng thứ 3, chiếm 5% thị phần Việt Nam sau Nescafe 38,3% và Vina Cà Phê 37,5%. Năm 2010, sản phẩm cà phê Trung Nguyên được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên toàn cầu, tiêu biểu như tại Mỹ, Canada, Nga, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, khối ASEAN. Ngày 27 tháng 4 năm 2011 là ngày cái tên cà phê Trung Nguyên xuất hiện trên tờ báo Financial Times, thời báo tài chính danh tiếng như một trường hợp nghiên cứu điển hình về mô hình doanh nghiệp thành công và được bình chọn là một trong những doanh nghiệp thành công nhất. Trong đó có đoạn viết: "Ông Vũ khơi dậy khát vọng của người dân Việt Nam, một tầng lớp trung lưu đang nổi lên đã chấp nhận thương hiệu này và các quán cà phê Trung Nguyên trở thành những trung tâm xã hội quan trọng." Tiếp theo, vào tháng 2 năm 2012, Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu tiên được vinh danh một cách chính thức trên tạp chí uy tín National Geographic Traveler là vua cà phê Việt. Tháng 8 năm 2012, tạp chí Forbes nhắc lại danh hiệu này với lời ca ngợi Zero to Hero, nhân vật từ vô danh thành anh hùng. Nội chiến gia đình đầy thị phi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Suốt cuộc đời, Đặng Lê Nguyên Vũ không ngừng phấn đấu và sống với tình yêu mãnh liệt với đảo cà phê, khát vọng cống hiến cho đất nước
và gặt hái thành công vàng dội. Tuy thương trường là vậy, nhưng chính cuộc hôn nhân với người vợ đã hơn 20 năm chung sống lại là một nốt trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của ông. Sự việc bắt đầu vào tháng 5 năm 2016, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ ông Vũ, đã gửi đơn kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cà phê Hòa Tan Trung Nguyên ngày 21 tháng 4 năm 2016. Tuy nhiên, giấy chứng nhận kinh doanh này đã được thay đổi tên người đại diện theo pháp luật từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Kết quả giải quyết của Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu của bà Thảo đã được chấp thuận. Về phía mình, ông Vũ cũng gửi đơn kiện bà Thảo vì bị chiếm đoạt con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên cùng các công ty con thuộc tập đoàn Trung Nguyên. Bên cạnh đó, ông Vũ yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH, chấm dứt hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền. Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Tòa Kinh tế, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong phiên xét xử sơ thẩm cũng đã chấp thuận yêu cầu của ông Vũ. Trải qua suốt 3 năm xảy ra tranh chấp, đấu tố, đến nay, về cơ bản vụ việc đã được hoàn tất với quyết định ly hôn và chia tài sản của đôi bên. Nhưng đây thực sự vẫn là một nốt trầm với cuộc đời của cả ông Vũ và bà Thảo vợ ông. Thiền định, con đường tâm linh của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Vào cuối năm 2013, ông vua cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhịn ăn, ngồi thiền 49 ngày cùng một nhóm người tại núi Em Drac, Đắk Lắk. Đây cũng là dấu mốc cho nhiều hơn những câu nói và hành động được nhiều người cho là kỳ quặc đến dị lập của ông Vũ sau này. Chia sẻ với báo chí, khi ấy, ông cần một khoảng thời gian tịnh tâm, thiền và nhịn ăn trong 49 ngày để tinh thần minh mẫn, nghĩ những việc lớn. Trong khoảng thời gian ấy, món nước mè đen là thực phẩm duy nhất để tiếp tế cho cuộc thiền hành. Ông Vũ cho biết, 5 năm qua, ông đã lĩnh hội hết đời sống nội tại và có khả năng kiến tạo sự hoàn hảo cho chính mình và cho từng gia đình của nhân viên mình, thậm chí cho cả quốc gia và thế giới này bằng mọi giải pháp, mọi thứ. Ông cũng khẳng định mình đã có lời giải cho tất cả mọi câu hỏi trên thế giới này, đồng thời sẽ đưa Trung Nguyên trở thành tập đoàn thống lĩnh toàn cầu, khác biệt và duy nhất toàn cầu. Những câu nói đáng suy ngẫm của ông vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ. Không chỉ thành công trong kinh doanh, ông Vũ còn nổi tiếng là người yêu sách. Có thể nói, sách của Đặng Lê Nguyên Vũ là một khối tài sản không hề nhỏ trong đời mình. Đối với xung quanh, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn mở lòng với người trẻ, đặc biệt là sinh viên. Ông thường khuyến khích họ khởi nghiệp, sáng tạo, thay đổi bản thân, cố gắng cống hiến cho đất nước. Và ông cũng đã có những câu nói truyền cảm hứng và để lại nhiều suy ngẫm cho xã hội. Tiền nhiều để làm gì? Những gì mà Starbucks đang làm dở tệ, họ không bán cà phê mà đang bán nước có mùi cà phê pha với đường. Đàn ông cần nhất là mạnh mẽ, còn bao dung thì hãy để cho phụ nữ. Tốt nhất, đàn ông chỉ nên là đàn ông và phụ nữ chỉ nên là phụ nữ. Nếu đặt mục tiêu xóa nghèo thì cứ nghèo mãi, còn nếu đặt mục tiêu làm giàu thì cái nghèo tự khắc sẽ biến mất lúc nào không biết. Và vừa rồi là toàn bộ câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp của ông vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về con người và tầm nhìn tuyệt vời của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên. Bạn đã từng làm việc hay tiếp xúc với ông Đặng Lê Nguyên Vũ? Bạn có suy nghĩ hay ấn tượng gì về vị doanh nhân này? Hãy để lại vài dòng của mình dưới phần bình luận nha. Một lần nữa, cảm ơn quý anh chị, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nếu bạn thấy những thông tin chúng tôi chia sẻ thật sự là hữu ích.